Rồi, hello, Quang đây xin chào cả nhà. Ngày hôm nay là ngày 10 tháng 12, 2022. Đây, một mẹ mấy con vợ cha? Ba con. Một mẹ ba con, trời ơi, mày giống con đĩ mẹ mày quá vậy. Còn nó ngồi kìa cái mặt, buồn ngủ nữa. Tí, ông chở tụi mày đi bán hay chở tụi mày đi ngắm sao, ngắm trời vậy hả? Mặt thấy thương quá à. Ê, em lấy nó ra cho tôi coi, lấy nó ra lên cho nó lên đây ngồi coi. Thôi kìa. Buồn ngủ giống hệt con đĩ mẹ mày à. Nè giống thịt ra, giống thịt ra, để cho cố vô rồi mập lên rồi nè nè, ăn cho mập vô rồi chúng nó chở mày vô lò mổ đó con, nó đập cái đầu mày nó làm thịt ha. Mặt hay gác rồi hả, mày đẻ cho lắm vô đi con, rồi chúng nó bán mày. Rồi cái gì vậy? Trời ơi. Con này mới giống nè, con này nó mới giống mẹ nó nè. Giống hệt ra. À, mày ăn cho lắm vào, mày ăn cho mập vào rồi chúng nó đem mày vô lò mổ. Đó. Đó, ăn cho mập vô. À. À, cả nhà thấy gì chưa?